Có ai tặng cho con một điều ước á thì con ước cái gì? Ước gạo. Ước gạo. Dạ. Sao con không ước những cái đồ chơi hoặc là những cái món đồ mà con thích mà lại ước gạo? Ăn chè cái đồ con no, ăn gạo no. Em chào chị. Mình đang làm gì đó? Hình như là em mới thấy anh đi đào măng gì hả anh? À, rồi măng giấu đâu hết rồi? Hả? Măng giấu đâu hết rồi? Đó. Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi anh? Đó, nó xuống đây. Dạ. Mới xuống đây, đó. Dạ. Mới đó. Ồ. À kìa, phía kia. Đấy. Trốn hả? À. Thấy em trốn hả? Nhật á đúng không? Nhật Nhớ. trốn đúng không? Bé gái đang đi về. Dạ đây. Dạ thì Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay Sơn Ngọc đến lại khu vực rừng núi này để Sơn Ngọc thăm lại hoàn cảnh của bé Nhật. Đó là bé trai 8 tuổi ở trong một cái căn nhà bé tí thôi cả nhà. Để tí nữa Sơn Ngọc sẽ ghi hình về ngôi nhà của bé Nhật cho cả nhà mình xem nha. Thì trước mắt thì Sơn Ngọc hôm nay là đến đây thăm bé Nhật và mua cho bé một phần quà. Thì hôm bữa giờ cả nhà Sơn Ngọc cũng đến đây thăm bé nhưng mà không thấy bé đâu. Thì hôm nay Sơn Ngọc đi trễ một tí thì mới biết là bé là đi đi hái măng cùng với cha nè. Thì hôm nay Sơn Ngọc đi trễ thì mới có thể gặp được. Chứ đi sớm quá là tại vì bé đi đi lên rừng đi núi đi hái măng cả nhà, trễ lắm. Cho nên là không có thể nào gặp được cả nhà. Sao trốn vậy? À Nhật. Sao trốn rồi Nhật? À, mệt không? Đi hái măng gì mệt không? Trời ơi, ở nhà mình xem nè. Vác cái ní với lại đây đây chú cầm cho. Ní với một gùi măng luôn. Ồ trời, ở nhà mình xem nè. Trời ơi. Một gùi măng luôn. Măng này gọi là măng le này cả nhà. Đi đi con gái đi. Nặng. Thương ghê chưa? Đói bụng chưa? À hồi là đi hái măng là hồi sáng tới giờ hay là sao? Sáng Đi hồi sáng vậy rồi. đi còn đi À. cùng đồ mà ăn. Sao vậy Nhật? Sao còn nhớ chú không? Dạ nhớ. Chú tên gì? Ngọc. À. Sao nãy giờ lơ chú vậy? Mệt quá hả? Dạ. Ăn cơm chưa? Sáng giờ đi là ăn cơm chưa? Dạ chưa. Sao người nóng vậy? Bệnh hả? Muốn bệnh hay sao? Thấy người nóng nè. Là đi hồi sáng là ăn cơm chưa? Dạ chưa. Sáng là chưa ăn cơm. Dạ. Rồi đi tới sáng tới giờ luôn. Dạ. Là ở trên rừng rồi ăn cái gì? Dạ không có ăn gì. Trên rừng là không ăn gì luôn. Dạ không. Trời ơi. Đi không. Sáng là không ăn rồi. Là con đi từ sáng đến chiều đến bây giờ là để sang Ngọc xem là mấy giờ nha cả nhà. Giờ này là 5 à, giờ này là 3 giờ cả nhà. Sang Ngọc xin lỗi cả nhà, giờ này là 3 giờ rồi. Là hồi sáng là không ăn đến 3 giờ chiều rồi mà cũng vẫn chưa có một hột cơm nào trong bụng hết. Dạ không. Trời. Để cuối cùng đừng mà ăn. Không có cơm mà ăn à? Để không mà. Con gái con ăn sáng chưa? À con ăn ăn cái gì trong bụng chưa? Chưa. Có gì trong bụng chưa? Không có gì trong bụng hết trơn hả? Đi lên núi hồi trưa giờ. Từ sáng tới trưa tới chiều luôn. Trời ơi. Là đâu coi mẹ có nấu gì không? Bó cơm ăn đi chứ để đói. Nhanh lên. Được gạo đâu mà nó cùng. Ở nhà chị cũng chưa nấu gì luôn hả? Chưa. Trời. Tôi có tiền để mua gạo. Thôi giờ ăn bánh đó nè. Chú mua bánh lên cho tụi con nè. Ăn bánh để đỡ nha. Bánh thì ăn cũng no. Chị Ngọc mua bánh lên tặng cho mấy bé này cả nhà. Là trước mắt là ăn đi. Nè ăn, lấy ăn đỡ đói. Đây con gái. Ủa chị ăn chưa? Chị ở nhà chị ăn chưa? Chưa. Ở nhà cũng chưa ăn luôn. Chưa. Trời. Được. Cái gì để mà ăn? Đợi luôn. Tôi cũng Nhà gạo đâu còn mà gạo ăn. không? Không có gạo luôn hả? Có một lon hay xu không? Trời Tôi ơi. không mà. Ở nhà xem thì hiện tại chị đang mang bầu cả nhà. Chị mang bầu mấy tháng rồi? Biết nhiều viên rồi. Chị mang bầu mấy tháng rồi?
Không biết luôn hả? Thì trước mắt em thấy là hiện tại cái nhà chị mang bầu cũng cũng to rồi cả nhà. Mà hồi sáng giờ là không ăn luôn. Không ăn luôn, đưa luôn. À. Anh. Đưa nè. Sáng giờ là không ăn gì luôn hả? Sáng này, ăn ăn bánh đỡ. Ăn được. Bánh đỡ nè. Nè. Dạ. Wow. Nhật ở đây ngồi chú nè. Trời ơi. Sao mình không sáng mình nấu gì đó mình mang theo mình ăn? Đâu có đem theo cơm đâu. Sao đem, vậy? Ăn cơm sáng à? Ăn trưa cơm ăn đâu trưa. Ăn cơm sáng à? Ừ. Là có không? Có ăn cơm sáng không? Có chứ. Ăn cơm sáng. Mới nãy Nhật nói là đã chưa ăn cơm sáng mà. Ấy là con ăn hồi sáng con có ăn gì không? Dạ không. Sáng chưa ăn gì hết. Khoảng 5 giờ nó cơm đi rừng. Yeah. Đi kiếm măng gì đó. Yeah. Chiều về. Yeah. Tới giờ chắc đói run tay luôn quá à. Đi xa không Nhật? Đi xa chứ. Đi xa tích trên kia luôn. Đi tích trên kia luôn. Ừ. Mấy hôm á em cũng có ghé đây để kiếm Nhật nè. Thì ghé thì không có thấy. Thì em cũng muốn ghé để mà xem thử gia đình của mình như thế nào rồi. Và cũng muốn là hỏi thăm về cái cánh tay của bé Nhật nè. Để có gì em hỗ trợ dẫn bé đi đi khám thử nó như thế nào. À, lúc trước là bé Nhật bị chặt cái tay gì đây nè đúng không? Đỡ rồi đó. Đỡ rồi hả? Đỡ rồi. À, để tới giờ có gì chú hỏi bé Nhật sau nha. Dạ. Đấy. Thì bữa là em ghé sớm quá cứ chưa là em ghé. Nhưng mà anh dẫn mấy đứa nhỏ đi núi vậy đó. Với lại chị thì lâu lâu chị không có ở nhà hả? Đã có ở nhà, đi rừng. Đi rừng luôn. Ở nhà làm gì? Thì em ghé em đâu có thấy ai ở nhà đâu. Ở nhà là mệt mới chân mới lưng. Có đi được đi điều á. Dạ. Được máu. Mình đi cho đi sau này mình dễ sanh hơn đúng không? Ừ. Dạ. Như chị có thể là đi nhiều cái nhà. Sau này chị dễ sanh hơn. Đó chặt bụi tre. Dạ. Làm thì nhà. Em đến em cứ thăm gia đình của mình nhưng mà không thấy ai hết trơn á. Xong rồi em phải về lại nhà của con của dạ. Mình đó. Thì hôm nay em quyết định là em đến trễ ăn tí. Đến chiều tí coi thử là gia đình của mình có đi làm về hay không. Rồi em vào em thăm. Thì cũng rất là may mắn mình vừa đến cái rồi anh vừa về luôn cả nhà. Vừa đến cái vừa về luôn. Sao Ngọc vừa chưa kịp ráp máy để ghi hình cho cả nhà mình xem nữa. Rồi măng rồi mình bỏ đâu hết rồi anh? Hả? Măng rồi mình bỏ đâu hết rồi? Đó bỏ trên đó. Nhiều không? Ít à, quá nhiều à, ít à. Đói ăn bánh thêm nha Nhật nha. Dạ. Sáng giờ mà không có ăn gì hết mà đi rừng đi núi. Thương ghê chưa. Chị thì chị mang bầu nữa nhưng mà ở nhà cũng không có nấu gì ăn luôn. Đâu em xem thử là mình có nấu gì trong này không? Xem đi. Không có nấu gì luôn à? À, không. Ừ. Là lửa cũng nóng nè. Đó. À, canh không á? Canh. Lá rừng. Canh bí, canh gì? Là mình chỉ cần mình chỉ ăn lá rừng vậy thôi hả? Ăn canh thôi hả? Không ăn cơm à? Không có cơm đâu mà nóng. Ôi trời ơi. Mình nóng. Đói không con gái? Con có đói không? Đói lắm không? Nè lấy thêm bánh mì ăn đỡ nha. Cũng mua bánh mì tươi nhiều cũng nè. Ăn đi đừng có ngại, chú mua tặng cho tụi con á. Nha, ăn đi. Con năm nay nhiêu tuổi rồi, chú quên nè. Năm nay nhiêu tuổi? Biết. Rồi tuổi cũng không biết luôn cả nhà. Thì mấy bé cũng đâu có đi học gì hành gì đâu mà biết tuổi. Mà cũng đâu có biết chữ gì đâu đúng không? Con tên gì? Mi. Mi. À. Anh Nhật thì 8 tuổi hay 9 tuổi gì đấy. Ở nhà không có nấu gì ăn uống luôn. Đâu măng mình để đâu rồi anh? Hả? Măng mình để đâu rồi? Đó, trong gùi đó. À, trong gùi là trong gùi. Nè, gùi này của bé gái mà. Gùi măng này của bé gái nè. À, gùi của anh hả? Ừ. Ủa là sáng giờ ba cha con hái có nhiêu đây à? Ừ. Cái này cái gì vậy anh? Cái chai á. Chai. Chai là sao? Chai rừng á. Là gì hả? Không biết không? Mẹ mua luôn. Này, của con sâu mũ con sâu vậy? Nó thành cái chai nhựa. Là mình đốt để mình làm keo hả? Dạ. À,
Là mình có bán được không? Cái keo này có bán được không? Được. Bao nhiêu một ký? Thì nhiều chứ, ít rồi sao bán. Nhiều mà bán được. Ừ. Ít rồi sao bán, đi chung gì? Nữa. Đi hồi sáng giờ, ba cha con đi hồi sáng giờ được như đây với lại ở trong cái gùi nhỏ mới nãy của bé gái mang nữa cả nhà. Sơn Ngọc cũng giới thiệu với cả nhà mình luôn, đây là măng lê cả nhà. Măng lê thì Sơn Ngọc rất là thích ăn cái măng này luôn. Măng này nó rất là ngon cả nhà. Mình chỉ cần là luộc rồi mình khứa ra những đoạn mà dài tầm cỡ một ngón út này cả nhà, rồi mình kho đồ mình ăn nó rất là giòn. Cái này mình cũng luộc ít nước thôi cả nhà, nó không có đắng nhiều đâu, nó rất là giòn luôn cả nhà và rất là ngon. Thì cái măng lê này nó rẻ hơn lại là măng tre cả nhà ơi, nó lại rẻ hơn măng tre. Măng tre tuy là nó không có ngon bằng măng lê nhưng mà măng tre nó mắc hơn măng lê. Ở trên khu vực rừng núi này cả nhà thì gọi là măng lê, chứ Sơn Ngọc cũng không biết là khu vực khác gọi là măng gì nữa cả nhà. Nhưng mà cái cây măng này thì Sơn Ngọc thích ăn hơn là cây măng tre cả nhà. Bao nhiêu một cân măng này anh ha? Cần ít thì cần ít, mua cái thuốc hút được gì đâu. Một ký bao nhiêu tiền? Một ký 6.000 ký. Một ký có 6.000 à? Ừ. Lúc đó rẻ rồi. Rồi rẻ dữ vậy. Ừ. Đó là cứ 5.000, cứ 10.000 vậy đó. Rồi. Lúc đầu, bắt đầu á. Ở trong này chắc chừng 4 ký là cùng mà. Ừ. 4 ký có 6 ngàn. Rồi đi từ sáng tới chiều, em cho luôn cái gùi kia mà dồn vào trong cái gùi này nữa. Ừ. Thì thì chừng 7-8 ký vậy là cùng à. Ừ. Nhưng mà ba cha con mà đi cả gần cả ngày trời mà chắc bán ra cũng chưa tới 100.000 đâu. Đúng không? Đúng rồi. Trời ơi khổ ghê không? Nhất. Tới đây ngồi. Thôi con gái nữa, tới đây ngồi. Đói lắm kìa. Sao vậy? Sao trốn trốn vậy? Đi tới đây ngồi nè. Tới nè. Qua lại. Rồi em qua lại nè. Bữa giờ không thấy Nhật đâu. Nhớ Nhật ghê chứ. Sao bữa nay thấy chú đến thăm cái chốn vậy? Kể chú nghe rồi. Sao chốn vậy? Hả? Hả? Sao? Rồi đói bụng lo ăn không à? Dạ chưa. Ấy là con đói bụng này con lo ăn không, con đâu có nói được đâu. Ngồn trong một họng cả nhà. Đấy nè. Ngốn trong một họng luôn rồi thôi chứ. Con lấy bánh ăn thêm đi con. Sáng thì ăn được mà trưa chưa ăn mà. Ăn đỡ đây tí nữa cái gì cha mẹ đi mua gạo, mua đồ về nấu ăn chứ. Ủa là gia đình mình không còn tiền luôn hả? Không có. Trời ơi. Không có gì. Có một đồng xu nào hết. Trời. Rồi có bán không? Măng nó có bán không? Bán bao nhiêu đồng cái thuốc à? 6.000 ký à. 6.000 ký. Bán được một cái lắm à. Sao mình không mua gạo mình mua thuốc? Thì nhiều thì có gạo, nhiều ít thuốc. Như anh bán là đủ tiền mua gói thuốc cái anh mua thuốc cái rồi mấy đứa nhỏ nhìn đói luôn. Rồi, mua thuốc cái giờ không có kiểu như bán được cho Sơn Ngọc cho luôn, bán được là 20 mấy nghìn đi cả nhà. Mà dùng cái số tiền đó mua thuốc lại không mua gạo. Sao vậy? Sao mình không mua gạo ăn mà mình mua thuốc? Thì măng đâu có bao nhiêu đâu, giá ký 6.000. Thì kệ chứ mình mua một ký gạo mình về mình cũng đủ ăn trong gia đình mà. Đủ ăn ngày gạo 2 ngày. Gạo bên này đâu có rẻ đâu, gạo bên này là chắc ký 7.000 ký. Mười mấy nghìn á, mười mấy nghìn ký lận á. 7.000 ký. Thì 2 ký măng là được 1 ký gạo. Đâu bao nhiêu đâu, ăn ít à. Nó bao nhiêu đâu gạo mình đổ chứ xong đó nó có một bữa ăn à. À bây giờ hôm nay thì chú thấy bên Nhật có nhà mới đúng không? Dạ. Nhà làm hồi nào vậy? Hôm kia hả? Dạ. Hôm kia là hoàn chỉnh hay là sao? Hôm kia là mới xong đúng không? Dạ. À, là anh làm cho bé Nhật đúng không? Nhà đấy. Ừ. Chắc làm cũng lâu lắm ha anh à? Lâu á. Dạ. Đi chặt cái tre ở trước bên kia đó. Xuống dưới. Dạ. Che lại. Che là đập lại. Cái nhà mình xem.
Hai mẹ con ngồi bên kia ăn cả nhà. Ngon không chị? Đúng rồi, đói thì ăn cái gì cũng ngon hết trơn ha. Thì bánh ngọt đó mình ăn đỡ đói, thì tí nữa mình đi mua đồ ăn nha. Đi Nhật ơi, bây giờ dẫn chú với lại ông bà của chú anh chị đang xem chú với lại Nhật nè. Thì mình qua mình xem căn nhà mới của Nhật nha. Dạ. Nhật giới thiệu đi. Nhà mới này rồi mình làm mấy ngày rồi Nhật? 3 ngày. 3 ngày? Dạ. 3 ngày mới xong? Dạ. Là ba con với lại ai nữa? Có ba con với con. Có 2 người à? Dạ. Là con với ba con làm? Dạ. Ngủ trong nhà này mấy ngày rồi? Khoảng 3. Được 3 ngày? Dạ. Mới nghe chú mới nghe con nói là làm ngày hôm kia mà. Dạ. Ngày hôm kia thì chắc ngủ có ngày cái nhiêu. Dạ. Ngủ. Sao rung vậy? Hả? Sao chú đến chú hỏi thì sao thấy rung vậy? Ngại hay sao? Dạ. Rồi, cả nhà ơi, cả nhà mình xem phía trong nhà của Bí Nhật cả nhà. Thì hôm nay Sơn Ngọc thấy là nhà của Bí Nhật cũng đỡ rồi cả nhà. Có vải che rồi mền mùng cũng rất là đầy đủ. Sơn Ngọc nghĩ Bí Nhật ở trong căn nhà này thì sẽ ấm cúng hơn cả nhà, hơn là cái căn nhà lúc trước Bí Nhật ở, hơn rất là nhiều luôn cả nhà. Thì chắc là cả nhà mình cũng nôn nóng khi mà xem về cái căn nhà lúc trước Bí Nhật ở nha cả nhà mình nha. Để Sơn Ngọc sẽ dẫn cả nhà mình ra xem cái căn nhà cũ của Bí Nhật. Thì căn nhà cũ vẫn còn đúng không Nhật? Dạ. Sao không gỡ đi? Bộ quần áo. Bộ quần áo hả? Dạ. Ở rồi, bữa giờ mưa có giọt không? Dạ không. Không giọt ha? Dạ. Tôn mới mà. Chắc tôn này lúc trước em gửi tiền cho anh mua đúng không? À. Tôn nè. Cây này mình làm nó hơi nhỏ ha? Hơi nhỏ. Phía bên đây chắc vài bữa nữa anh làm cho bé gái luôn quá. À, trời cũng gần mưa rồi. À, mới nãy mình đang ở trên núi mình thấy gần mưa là mình đi về hay sao Nhật? Dạ. Rồi mình leo qua đây Nhật ơi, leo qua đây đi. Dạ đây thưa cả nhà, thì để Sơn Ngọc phải dẫn cả nhà mình xem căn nhà cũ của Bí Nhật nha. Tên. Quần áo không? Đây, ngồi xuống Nhật ơi. Lúc trước á, con làm nhà này được mấy ngày? Khoảng nhiều bữa rồi. Mấy bữa? Ba bữa. Bốn. Thì Sơn Ngọc xin phép là giới thiệu với cả nhà là căn nhà này đó là một tay của bé Nhật làm nên nha cả nhà mình nha. Bé làm căn nhà này là bằng lá buông nè, và những tấm bạc và tôn cây thì cũng tự làm luôn. Là con tự làm đúng không? Dạ. Lúc trước con nói với chú như vậy là con tự làm. Con ra đây con ở. Trời ơi. Căn nhà này mẹ bô quần áo rồi, không ngủ được. Rồi bây giờ là có nhà mới rồi thì lấy nhà này bỏ quần áo. Dạ. Bỏ quần áo ướt hơn sao? Dạ không ướt. Nhà đây thưa cả nhà, đây là căn nhà mà Bí Nhật kêu để đồ nè. Sơn Ngọc thấy nó trống từ trước ra sau luôn cả nhà ơi. Nó trống hết trơn luôn. Rồi để nó ướt hết đồ rồi lấy gì mà? Đồ này đồ cũng phải đồ của con, của mẹ. Đồ của mẹ à? Dạ. Đồ của con bỏ đâu? Trong nhà. Bỏ nhà. Nhà lớn. Trời ơi. Căn nhà này hôm bữa chú Đạt chọc con là phải bắt thêm cái máy lạnh nữa đúng không? Rồi như vậy rồi sao mời khách vô để ngồi hả? Ngồi đâu có được đâu chú. Đâu có được đâu, có mình Bí Nhật nằm mà phải cò ro lại cả nhà. Đấy. Rồi hôm nay có nhà mới nè, cao ráo, rộng rãi. Chắc mời phải 80 khách ngồi cũng không còn chứa được đó chứ ha, Nhật ha. Dạ. Ngồi 80 người trong đây còn được nữa chứ, còn nhà này có mình Bí Nhật nằm thôi. Và lúc trước chú thấy ở trên kia có cái căn nhà của ai á? Nhà của con làm chơi. Làm chơi hả? Dạ. À, thích làm những cái căn nhà nhỏ nhỏ vậy hả? Dạ. Đó, dẫn chú ra xem lại. Căn nhà nhỏ rồi bây giờ sao rồi? Nhà nhỏ phía này nè. Bữa chú Đạt cũng leo vào chắc gần sập luôn quá hả? Dạ sập. Có bắt đền chú Đạt không? Nhà không. Đây cả nhà. Bí Nhật làm chơi.
mới nhỏ mà kiểu như là thích hay thích tự lập, thích làm cái này cái kia cả nhà. Bé rất là sáng luôn. Ngồi đây trò chuyện với chú tí nha. Dạ. À. Bữa giờ ba có la rầy gì không? Dạ không. Hết rồi đúng không? Dạ. Hết la rầy rồi đúng không? Dạ. À. Bữa giờ ba dẫn tụi con đi hái măng vậy hả? Dạ. Ngày nào cũng đi hết? Dạ. Rồi hái măng rồi có tiền không? Có chứ. Có tiền rồi ba bán, ba mua gạo hay là ba mua rượu, mua thuốc hút? Mua gạo, thuốc. Bây giờ trong nhà là không còn gạo nữa hả? Dạ. Rồi như tí nữa ba có bán măng, ba mua gạo ăn không? Mua. Thấy như mới nãy con học thấy anh đó cả nhà. Rồi như chẳng hạn như một ký măng thì 6.000 đến 7.000, thì như mình bán ra một ký đến 2 ký măng thì nó cũng được một ký gạo rồi cả nhà. Thì mình đấy, mình mua, mình dự trữ trong gia đình vậy, rồi có gì mình lo trong gia đình, chứ mình bán ra hết mình mua thuốc hút thì đâu có gạo để mình nấu ra cho con cái rồi ăn đâu, đúng không? Dạ. À, tay còn đau không? Dạ tay còn đau nữa. Còn không còn đau nữa hả? Dạ không. Sao kỳ vậy? Đâu, này chú thử lại coi. Còn đau không? Dạ không, cô đau. Sao hết đau rồi? Kỳ vậy? Hả? Tay dạ này. Hết. Thẳng lên đây. Rồi, tay đây đây con thẳng lên coi, chú coi rồi. Ô. Sao kỳ vậy? Sao hết đau rồi? Dạ hết rồi chú. Tự nhiên hết luôn hả? Dạ. Con không biết gì nó mất luôn. Nó tự nhiên mất luôn? Dạ. Rồi khi mà nó mất rồi con có mừng không? Mừng. Hôm nay mục đích của chú lên chú thăm con, rồi chú xem thử lại cô tay của con nó như thế nào, rồi để chú chở con xuống bệnh viện khám nha. Nhưng mà sao tự nhiên đột nhiên cái nó mất tiêu luôn vậy luôn á hả? Dạ. Hơi bất ngờ cả nhà. Tại vì được bé Nhật chia sẻ là ba của bé đấm vào ngay chân thật đúng không? Dạ. Rồi cái dẫn đến là tay của bé là kiểu như là dở lên cao nữa cả nhà, dở lên cao là không có được nữa. Cho nên là lúc trước là anh Đạt có nhờ Sơn Ngọc là dẫn bé đi đến bệnh viện để khám xem thử như thế nào. Nếu như mà nặng quá thì anh Đạt có thể hỗ trợ cho bé Nhật sửa lại cánh tay này cả nhà, chụp chiếu xem thử như thế nào cả nhà. Thì đến nay Sơn Ngọc cũng muốn hỏi ra là tay của bé có tiến triển như thế nào cả nhà, thì để có gì Sơn Ngọc chở bé đi khám, nhưng mà sao nó lại hết luôn cả nhà, không biết lý do vì sao lại hết luôn. Dạ không biết luôn, tôi mất luôn. Nó mất khi nào rồi? 2 tuần rồi. 2 tuần rồi. Dạ. Là tự nhiên mấy hôm á là hàng ngày là tay của mình nó cứ cảm giác đau đau đau. Dạ. Cái cách 2 tuần trước á là tay của con không còn đau nữa. Dạ. Là lúc đó là con mới biết là tay của con là đã bớt rồi, phải không? Dạ không. Là sao? Ý là lúc trước là tay của con lúc nào nó cũng đau hết đúng không? Dạ. Là mình hoạt động là mình dở cao lên á là nó đau. Nhưng mà cách đây 2 tuần trước á là con hoạt động rồi nó cảm thấy nó cũng bình thường, nó không có đau đúng không? Là lúc đó là con đã biết là con đã hết rồi. Dạ. Là hết bệnh rồi. Dạ. Là hết đau cái cánh tay này nè. Dạ. Đấy. Con nói thật không hay là giấu á? Dạ không, cô giấu. Đâu, chú dở là con bị bên này đúng không? Dạ. Thẳng rồi. Lúc trước á cả nhà là anh Đạt dở tay lên như này, dở lên á là bé không thể nào giấu được cả nhà, tại vì cái cơn đau nó rất là đau, là bé có thể là biểu cảm ra về cái khuôn mặt á, mình nhìn vào là mình biết liền cả nhà. Nhưng mà hôm nay Sơn Ngọc cố tình dở cao lên nhưng mà bé rất là bình thường, cho nên là chắc là bé không có giấu đâu. Dạ. Dạ không có giấu. Là bớt luôn đúng không? Dạ. Là con có mừng không? Dạ mừng. À, vậy là chú cũng mừng cho con rồi. Bữa giờ đi hái măng rồi có cực không? Thấy có mệt không? Dạ không. Sao không? Đi rừng đi núi mà không mệt hả? Dạ. Sao vậy? Con thích đi rừng. Thích đi rừng? Dạ. Thích đi rừng hay là thích đi học? Dạ không. Không thích đi học? Dạ. Sao vậy? Sao con không thích đi học? Như sau này
con không đi học đó, rồi sau này con không biết chữ rồi sao? Rồi con ở trong rừng biết gì luôn hả? Dạ. Trời ơi. Thích đi rừng? Dạ. Giờ bé thích đi rừng thì Trang Ngọc cũng biết như thế nào nữa cả nhà. Là một phần là bé không muốn đi học nè. Rồi một phần thì Trang Ngọc cảm thấy là anh chị ở cả nhà, là cha mẹ của bé nè, là không có lo lắng gì hết trơn cả nhà. Nói không lo lắng gì thì mình, thì Trang Ngọc nói cũng sai, nhưng mà kiểu như là không có quan tâm đến con cái, là cho con cái đi học này kia để sau này bé Nhật với lại em của con tên gì? My. À, bé Nhật với lại bé My là sau này hai bé sẽ không có cái tương lai cả nhà. Đi học thì sau này ra ngoài xã hội thì đâu có biết ghi chữ mà giao tiếp với người ta được gì đâu. Thôi bây giờ cái đó là cái quyết định của con rồi, thì cháu cũng không biết như thế nào nữa. Chú mong bé Nhật này thì sau này con vẫn cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Đừng có đi núi quá, mình cũng vẫn giữ gìn sức khỏe. Đi núi quá sau này bệnh xuống rồi chết luôn á. Nghe không? Dạ. Chú thấy hình như con muốn bệnh đúng không? Thấy nắm người nè. Đúng không? Dạ. Đang bệnh hay là muốn bệnh? Dạ không. Có mệt không? Dạ không mệt. Không mệt hả? Dạ. Có giáo chú gì không? Dạ không. Có sợ sệt gì thì cứ nói chú, đừng có sợ nha. Dạ. À. Rồi, mới bé tí à, mà đi phụ cha để mà kiếm tiền rồi. Đi, bây giờ mình vào nhà đi. Thì hiện tại thì Sa Ngọc cũng đang lo ngại á, thì mẹ của bé Nhật ở nhà cũng đang mang bầu. Sa Ngọc thấy là cái bầu của mẹ bé Nhật á, là cũng đã lớn rồi. Theo Sa Ngọc nghĩ thì chắc cũng 6-7 tháng gì rồi cả nhà. Cho nên là cái bầu mới lớn như vậy. Thì nếu như gia đình của bé Nhật mà không có tiền thì chắc có lẽ là mẹ bé Nhật phải sinh ở nhà quá. Chị ơi, như vài bữa gia đình mình không có tiền rồi, chị đi sanh thì chị có ý định là sanh ở đâu? Ở nhà chưa? Ở nhà. Ở nhà. Là sanh ở nhà. Như nếu như có tiền thì chị có đi bệnh viện sanh không? Xin chứ. À, nếu như có tiền thì đi bệnh viện sanh. Ừ. Còn không thì thôi. Ừ. Không thì sanh ở nhà. Ở nhà. Ờ, sao mình không ra trạm xá đi? Tiền ở đâu? Trạm xá đâu có tốn tiền đâu. Mình ra trạm xá sanh rồi có tốn tiền không em hỏi? Không. Không à. Thì Sa Ngọc cũng không có rõ gì trên khu vực rừng núi nữa cả nhà. Thì em Hải cũng là một người dân ở trên khu vực miền núi cả nhà, thì em Hải cũng có biết những cái vấn đề bên khu vực rừng núi rồi vậy đó. Như chẳng hạn như trạm xá thì theo Sa Ngọc được biết đó là ông bà cô chú anh chị người dân tộc Rắc Lây cả nhà thì được nhà nước hỗ trợ cho rất là nhiều, chẳng hạn là bảo hiểm đó cả nhà. Đấy thì đến bệnh viện thì cũng không có tốn tiền gì nhiều đâu cả nhà ơi, mình chỉ tốn là tiền xe đi lại hoặc là mình mua đồ ăn đồ như vậy thôi, chứ còn mà tiền mà chữa trị thì dạ thì tiền chữa trị về căn bệnh của mình thì được bảo hiểm lo hết mà. Đúng. Dạ sao chị không đi bệnh viện? Mình sợ hay là sao? Sợ cái gì, đâu có tiền là mà đi. Đấy là thì thời buổi bây giờ nó cũng tăng tiến rồi, mình đi bệnh viện mình sanh đồ nó tốt hơn chứ, như lỡ đâu chị sanh ở nhà đồ. Mình em không nói xui chứ, như lỡ đó chị sanh ở nhà đúng không? Mà mình gặp trắc trở gì đó rồi thì sao? Để ở nhà, xin ở nhà chứ đâu có đi bệnh viện, đâu có tiền nào đi bệnh viện. Chắc là chị không dám đi bệnh viện hay sao ấy chứ. Đúng không? Cái này là không dám đi rồi cả nhà, chứ không phải là không có tiền để mà đi thì đi thì mình đâu có tốn tiền để mà đi sanh đẻ đâu, mình chỉ tốn những cái tiền ăn uống, tiền xăng đi lại rồi thôi mà. Ừ. Dạ. Mua đồ, mua cái gì vậy? Đúng không? Mua cái gì mà ăn sao à? Phân nữa, giật. À.
Thì hiện tại trong gia đình thì không có tiền để mà mua gạo ăn rồi, nói chi tính đến là chuyện sanh đẻ rồi, rồi lo lắng rồi mua quần áo cho em bé rồi có không? Chưa. Chưa có luôn. Quần áo cho em bé bây giờ này cũng chưa có luôn. Chưa có. Rồi chị đang mang bầu như vậy rồi mình nhịn đói hồi sáng tới giờ rồi sao? Rồi em bé trong đấy rồi đói rồi sao? Đói thì kệ nó. Đói thì kệ nó. Thua luôn cả nhà. Tôi cũng gạo đâu mà nó cùng. Trời ơi. Trời. Chuẩn bị mưa qua rồi nè, mù hết trơn rồi. Chị ước mơ là mình có tiền để đi săn không? Đi săn chứ. Dạ. Ước có tiền để đi săn hả? Ừ. Ước bao nhiêu tiền? Ở nhà ấy. Ừ. Ước có tiền để đi săn ở bệnh viện mà sao lại đi săn ở nhà lại? Nhật ơi. Dạ. Hình như là mẹ con ít hiểu tiếng Kinh đúng không? Dạ. À. Con hỏi mẹ con như có tiền rồi có đi bệnh viện săn không? Con nó cũng biết. Như chị có tiền rồi chị có đi bệnh viện săn không? Đi chứ. À đi. Đừng có sanh ở nhà nữa nha. Ừ. Nếu như có tiền thì chị sẽ đến bệnh viện sanh. Giờ này cũng trễ rồi. Như nếu như giờ này đi mua đồ ăn thì có ai bán không? Bán thì ít bán. Mình đi xuống quán mình mua có ai bán không? Chị. Như đi mua đồ ăn thì ai đi mua? Chị đi mua hay là anh đi mua? Anh đi mua. Anh đi mua à? Ừ. À để em ba em hỏi anh cái nha. Anh ơi. Ừ. Nhật đi. Như giờ này mình đi mua đồ ăn rồi có ai bán không anh? Bán. Bán hả? À? Mình giờ này là đi xuống dưới chợ hoặc là dưới tạp hóa là mình mua là có thịt có cá gì không? Đó, có người kia nữa. Dạ, là có không? Có thịt có cá không? Nhà quán. Có không? Có à? À thế rồi bây giờ em gửi tiền cho anh đi mua gạo với lại mua đồ ăn nha. Dạ. Dạ thì em Sơn Ngọc xin phép anh xin giấu tên. Em xin phép anh em trích số tiền là 500 nghìn của anh ra để em gửi tặng cho gia đình của anh chị, gia đình Bí Nhật và Bí My, 500 nghìn để bây giờ là anh đi mua gạo, mua đồ ăn luôn nha. Em ở đây em chờ. Dạ bây giờ anh đi, tại vì gia đình của anh thì cũng có một chiếc xe máy cả nhà. Con gái đi với ba hả? Thích đi với ba hả? Đi. Anh đi mua đi nha, em ở đây em chờ. Dạ. Mua thịt mua cá gì đó thì gia đình của mình thích ăn gì đó thì cứ mua. Dạ thưa cả nhà thì Sơn Ngọc sẽ cố gắng ở đây đợi nha cả nhà mình nha. Đợi anh đi mua đồ về để cho chị nấu ăn trong cái Nhật nè. Con thích ăn gì Nhật? Thích ăn thịt nướng không? Ăn thịt gà. Thịt gà hả? Thích ăn thịt gà hả? Dạ. Nhà con có gà không? Dạ không. Không có nuôi gà gì hết trơn hả? Dạ. Nhưng mình đến chợ có ai bán thịt gà không anh? Hả? Nhưng mình đến chợ có ai bán thịt gà không? Người chợ có chứ. Dạ. Nên anh hôm nay anh mua thịt gà. Hôm nay anh mua thịt gà cho mấy bé ăn ngon bữa đi. Nha. Con kêu ba đi mua thịt gà cho con về ăn nha. Dạ. Kêu đi. Thịt gà sáng mới có. Dạ. Chiều này không có đâu. Gà là sáng mới có. Chiều không có. Sáng có. Hay mua thịt heo về nướng ăn bữa. Nha. Đi mua thịt mua cá gì ăn đại. Rồi sáng mình mua thịt gà cho bé ăn nha. Dạ. Sáng mua gà ăn. Mua gà cho bé ăn. Con gái đi theo hả? Thích đi với ba. Xe đây lúc trước ai tặng cho con chú quen rồi nhờ? Nhật. Chú gà rừng. À đúng rồi, chú gà rừng. Chú gà rừng. À, mua tặng cho Bí Nhật chiếc xe đạp. Rồi con có lấy chạy không? Lấy. Thấy hình như thắng đồ hư hết rồi đúng không? Dạ, thay thắng mới này đúng không? Cái thắng này một bên bé. À. Bé em làm.
À, đi. Em làm ngã à? Làm thay ngã rồi cái thay hai bên luôn. Dạ. Bên kia ai làm ngã? Cái này là của em làm, cái đó là thay luôn hai bên. Dạ. Là hư cái là thay hai cái luôn cho nó mới hai cái đều với nhau. Dạ. À. Thích đạp xe đạp không? Thích đạp. Thích đạp đúng không? Rồi giờ đi làm về rồi lấy xe đạp ra đạp đi chơi rồi hả? Dạ. Sao không dẫn xe đạp vô trong nhà để luôn tối ôm ngủ? Dạ. Nhất. Dạ không. Sao vậy? Có cưng không? Có cưng xe đạp không? Dạ. Thì tí nữa ba mua đồ ăn về ăn ngon rồi, đợi tí nha. Dạ. Bữa nay thấy ốm với ta. Thì đâu có ăn uống gì đâu, cho nên là như chú đây, chú ăn sáng rồi, chú đi hồi trưa tới giờ rồi, giờ này bụng chú kêu ụt 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 rồi. Mà con thì sáng không ăn. Mà còn đi núi nữa chứ, đi núi đi hái măng nữa. Đi bẻ măng chứ. Rồi về này chưa ăn gì luôn trong bụng luôn. Giờ chắc Sơn Ngọc chắc xỉu luôn quá cả nhà. Xe không nổ hả anh? Như chú rồi chắc chú đi như con chắc chú xỉu luôn quá. Không có ăn gì hết mà đi núi. Thấy thương ghê em cả nhà. Này, đi qua đây đứng này. Là bữa giờ ở trên núi có câu chuyện gì hay không kể cháu nghe nhỉ? Con chim. Hả? Con chim. Con chim gì? Chim nó lên làm con cua. Con cua hả? Dạ. Là con bắt được một con chim cua. Dạ. Rồi đâu? Mua rồi. Hả? Con đi mua. Mua đâu? Đi quán. Người ta bán không? Bán. Bao nhiêu một con? 20. Là con mua về con nuôi hả? Con bắn như bắn người ta. À, là con bắt. Dạ. À, ý là bí Nhật kể à cả nhà. Là bí Nhật bắt được một con chim cu. Là đem xuống dưới bán là bán được 20.000. Dạ. Là 20.000 đó thì sao? Mua gạo. À, mua gạo. Mà dạ. Sao không mua bánh mà mua gạo? Gạo. Sao? Con mua gạo ăn. Mua gạo nó quan trọng hơn mua bánh đúng không? Dạ. Là con mua gạo có thể là con cho ba mẹ hoặc là em ăn chung với nhau. Dạ. Nếu như thì con mua bánh á là chỉ có riêng một mình con hoặc là em ăn chung với nhau thôi đúng không? Dạ. À, quan trọng là nhất là cũng là gạo. Dạ. Đây cả nhà, bé trai 8 tuổi mà rất là hiểu chuyện luôn. Bắn là con bắn hay là con bắt làm sao? Con bắn. Bắn nó chết rồi làm sao? Nó có chết đâu, nó loạn. À, bắn trúng cái gì nó mà nó loạn? Cái bụng nó. Bắn trúng cái bụng đó. Dạ. Là nó chỉ là chón thôi đúng không? Dạ. Nó chón, nó loạn, nó bay. Rồi mình chụp nó. Dạ. À, rồi đem xuống bán có 20.000 thôi. Dạ. Rồi 20.000 nó mua được một cái gạo không? Mua được. Dư chứ đúng không? Dạ không. Sao? Ăn một bữa hết. Là mua một cái gạo ăn bữa hết à? Dạ. À, mua đúng một cái cân ký thôi. Dạ. Gạo thì ngày, theo Sơn Ngọc được biết là dạ. Theo Sơn Ngọc được biết cả nhà là gạo chắc giờ nó cũng lên giá rất là nhiều. Chắc tầm khoảng 15 16 17.000 một ký cả nhà. Tầm khoảng đó thì tùy theo khu vực cả nhà, tùy theo khu vực bán. Thì người ta bán lời hơn một tí đồ vậy đó. Tùy theo khu vực. Thì bữa là con 20.000 con mua đúng con ký thôi. Dạ. Con ngủ trong nhà của con nó có ấm không? Nó ấm. Nó nóng? Nó ấm. Nóng mà. Dạ. Trưa nó có nóng không? Nóng. Nóng hả? Nóng vậy bữa nữa chú bắt máy lạnh cho nha. Ừ. Sao vậy? Nóng bắt máy lạnh cho nó mát. Nói Nhật. Đâu có tiền đâu. Sao? Không có tiền hả? Dạ. Rồi giờ mà nếu như con có tiền thì con mua cái gì? Mua gạo. Kể chú nghe, mua gạo thôi. Dạ. Chứ không mua gì hết. Dạ không. Bây giờ... có ai tặng cho con một điều ước á thì con ước cái gì? Ước gạo. Ước gạo? Dạ. Sao con không ước những cái đồ chơi hoặc là những cái món đồ mà con thích mà lại ước gạo? Ăn chè cái đồ, con no, ăn gạo no. Đấy cả nhà mình cũng thấy bí Nhật
nói và chia sẻ đến cả nhà mình như vậy. Theo như cái độ tuổi của chẳng hạn như bé Nhật đi cả nhà, 8-9 tuổi, nếu như những bé khác á, thì sẽ ước được cha mẹ mua những cái món đồ chơi hoặc là đồ đẹp. Còn riêng bản thân bé Nhật á, thì gia đình thiếu thốn cho nên là chỉ ước là có đồ ăn thôi, chứ không ước những cái món đồ chơi như vậy. Thì những cái món đồ chơi đó là mình chỉ chơi thôi, chứ mình không có no. Yeah. Mình ước gạo thì mình mới được no. Yeah. Dạ thưa cả nhà, thì hiện tại là trời đang mưa bên núi bên kia kéo qua bên phía nhà của bé Nhật này cả nhà, mưa rất là lớn luôn. Thì Sê Tơ Ngọc được biết là chắc là cái mưa kiểu như là mưa mà râm râm đến như thế này nè cả nhà, thì nó rất là dai, chắc cũng phải cỡ tầm 2-3 tiếng nó mới dứt đi cả nhà. Thì giờ này cũng đã chiều rồi cả nhà ơi, thì mới nãy á, là Sê Ngọc có gửi tiền cho ba của bé Nhật là đi mua đồ ăn rồi. Thì Sê Ngọc tính đợi ba bé Nhật về rồi Sê Ngọc sẽ ghi hình gửi đến ông bà của chính chị mình. Nhưng mà trước mắt thì Sơn Ngọc thấy là mưa rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình vào trong nhà của bé Nhật ở cái nhà là mình phải chạy qua một cái con suối. Thì mưa ở cái nhà thì cái con suối đó sẽ có nước lớn. Mình sợ rằng đó là tí nữa Sơn Ngọc chạy qua cái con suối đó thì nó ngập đi xe cả nhà, cho nên mình không có chạy về được. Thì chắc có lẽ là Sơn Ngọc sẽ xin phép quý ông bà và chính chị mình, Sơn Ngọc xin phép tạm dừng video tại đây nha. Thì mới nãy Sơn Ngọc cũng xin phép anh, một người anh xin giấu tên, thì xin phép anh trích số tiền của anh ra là 500 nghìn gửi tặng cho gia đình của bé Nhật là mua đồ ăn, mua gạo. Thì em cũng không biết nói gì hơn, em kính chúc cho anh và gia đình của anh luôn có thật là nhiều sức khỏe. Thì tới nữa là ba về rồi ba mua đồ ăn cho gia đình của mình ở Nhật. Dạ. Rồi nhớ là đi núi rừng rồi giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ và Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn quý ông bà của chính chị mình đã dành thời gian quý báu là xem video của Sơn Ngọc. Dạ và ông bà của chính chị mình đừng quên ủng hộ cho Sơn Ngọc một like, một đăng ký kênh nha. Dạ Sơn Ngọc xin phép khép lại video tại đây. Bye bye cả nhà.